Anna Rừng Buôn Đôn xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là phiên ngày mùng 10 tháng 4 năm 2023. Hôm nay có 9 đơn lan rừng, có cọng cù, quế tím, tam bảo sắc, đai trâu, hoàng nhạn tháng 4 nhé cả nhà. Cả nhà ai yêu đơn nào thì liên hệ với số điện thoại 0337781128 hoặc số điện thoại 0332155318 nha cả nhà. Hôm nay mình có chuối hột rừng nhé cả nhà. Chuối hột rừng này 1kg này, 1kg 80k nhé cả nhà. Chuối hột rừng 1kg 80k này, mình có thể ngâm rượu hoặc sắc nước uống này, chỉ đau lưng nhức mỏi cơ khớp này, thận này, tiểu gắt này, ối cỡ cơ thể nhé cả nhà. Một gói này 1kg nhé cả nhà, 80k. Rồi có thuốc Amacong này nhé cả nhà. Thuốc Amacong một thang là 150k nhé cả nhà, 12 vị 150k, một thang 12 vị. Cái này công dụng của nó là bổ thận tráng dương, tăng cường xương lực, đau gỏi xương khớp nhé cả nhà, rồi bổ cơ thể kém ăn kém ngủ, tê nhức mỏi cơ thể. Cái này là rất là tốt nhé cả nhà, về có thể ngâm rượu hoặc nhắc khác nước uống. Rồi có ổ qua rừng nhé cả nhà, ổ qua rừng là 60k một bịch này. Ổ qua rừng nhé cả nhà, một bịch này 60k này, công dụng của nó là chữa bệnh tiểu đường nhé, phòng chống ung thư này, giảm cân, điều trị gút này, chữa nám sạm da mụn nhọt, chữa say nắng sốt này, nó uống giúp hệ tiết say nắng này, giảm cân nhé cả nhà. Cái này ổ qua này 60k. Còn hòa thổ ô này bổ máu nha cả nhà, là đem tóc, đen tóc này. Hạt thổ ô mình là cái này mình hệ sắt nước uống nha, rất là đắng. Cái này gói này 100k nha cả nhà. Rồi mình có nấm linh chi nha cả nhà, nấm linh chi này, đây này, phòng chống phân ngừa, phòng chống ung thư ấy, rất là tốt ạ, giải độc gan. Mình vào Google là mình search ra là biết đấy, 1 ký là 300k nha cả nhà, đây nấm linh chi nhá. Còn nấm lim xanh này, nấm lim xanh này 1 ký 600 nhé cả nhà. Cái này rất là tốt này, tốt hơn nấm linh chi đó. Nấm linh xanh phòng chống ngừa ung thư đó. Nấm linh chi 600 1 kg nhé. Cái này mình cân thêm đó, cái này là phải hơn 1 kg hơn đó. Đây có 2 kg. Đây là mật ong ruồi nhé cả nhà, mật ong ruồi nguyên tổ nhé cả nhà, bán 1 kg là 350k. 1 kg 350k nhé cả nhà. Mật ong ruồi này mình có vài lít, vài kg này. Cái này là 2 kg này, 1 kg là 350 nhé cả nhà. Đây, này cho nguyên tổ của nó này, đây nguyên tổ nhé cả nhà, đây 350k 1 kg nhé. Tổ mình có thể vắt nước ra, đây nước rất là nhiều luôn. Bán nguyên tổ tránh tính kg 1 kg 350k, công dụng nó rất là tốt đấy. Mình có thể chữa bệnh đau dạ dày mà uống với nghệ tăng đề kháng. Mình xin đi vào đơn đầu tiên nhé, đơn lan rừng Buôn Đôn nhé cả nhà. Đơn này đơn số 1 quế tím có 1 cây này, 1 khúc, 1 khúc 3 cây, 1 cây này, 1 khúc này, 2 khúc này. Quế tím hồ này là hơi héo. 3 khúc này, khúc này 3 cây. 4 khúc này, khúc này xếp ruột này. 5 này, 6 này, 7 này, 7 khúc nha cả nhà. Đơn này 170 cho đơn số 1 quế tím nguyên bản rừng Buôn Đôn nha cả nhà. 170k cho đơn số 1. Đơn số 2, đơn số 2 là đơn cầm cù cánh sen hoa màu trắng, đơn này 170k. Ủa rất là đẹp nhé cả nhà ơi. Đây, một cây cục này, cây số 2 này, nguyên bản này, cù lá cánh sen hoa trắng 170k cho 2 khúc cộng cù lá sen. Đơn số 3 là đơn tam bảo sắc nha cả nhà. Đơn này 140k, tam bảo sắc cùng có một cây tam bảo sắc lá xếp này, 1 cây này, 2 cây này, 3 cây, 3 khúc này, khúc này đang có nụ nha cả nhà, đây này nụ đang nhú nụ, khúc này 2 cây đang nhú nụ. Đơn này 140k cho đơn số
3, đơn số 4 là đơn đai trâu rời, đơn này 190k. Có một cây đai trâu. 2 3 4 5 6 7 cây nhé cả nhà. Đơn này 190k cho đơn số 4. Đơn số 4 190k, đơn số 5. Đơn này 120k nhé. Hai cây đai trâu nhân bản. Đây này bị cháy. Cháy rừng này. Một cây này. Đây số 2 này. Đây. 120k cho đơn số 5. Đơn số 6. Đơn số 6 là đơn hoàng nhạn tháng 4. Đơn này 150, có 4 cây hoàng nhạn tháng 4, một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Và 4 cây này. Đơn này 150k cho đơn số 6. Đơn số 7. Đơn số 7 đơn này, đơn hoàng nhạn tháng 4 luôn. Đơn này 250. Cũng có một cây hoàng nhạn tháng 4. 1 nha. 2 này. 3 4 5 6 7. Đơn này 27 250 cho đơn số 7. Đơn số 8. Đơn này 120 nhá. Cây hoàng nhạn lá mít này. Có 1 2 3 cặp lá. 120 hoàng nhạn tháng 4 lá mít. Đơn số 3, đơn số 9, đơn cuối cùng đơn số 9. Đơn này cũng lá mít nè, khoảng 4 sen nè. Bản lá khoảng 4 sen nè. Có 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá. 4 sen. Rất là đẹp nhé cả nhà. Thân dừa, lá mít, đụt. Khoảng 5 sen, bản lá khoảng 4 sen. 600k cho cây này nhé cả nhà. Hôm nay mình có 9 đơn để chia sẻ cho cả nhà. Cả nhà ai yêu đơn nào thì liên hệ vào số điện thoại 0337781128 hoặc số điện thoại 0332155318 nhé. Mình có nấm lim xanh này, nấm đinh chi, mật ong ruồi, thuốc amacong, chuối hột, hoa rừng, hạt thủ ô. Cả nhà ai thích thì liên hệ nhé cả nhà. Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại cả nhà vào phiên tiếp theo nhé. Chào cả nhà, chúc